Sẽ biết náo loạn tin Dương Dương hẹn hò chuyện lộ tư vì Hiên sinh nhật, thánh trà xanh dở trò ké phim hay có gì thật đây? Những hình ảnh mà chuyện lộ tư chia sẻ trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cô và Dương Dương đang hẹn hò. Showbiz hoa ngữ ngày hôm nay vùng 10 tháng 9 xôn xao vì tin đồn hẹn hò cực kỳ hot giữa Dương Dương và chuyện lộ tư. Nữ diễn viên bị gắn danh trà xanh bất ngờ có động thái mờ ám ngay trong ngày sinh nhật của Dương Dương, khiến dân tình đứng ngồi không yên. Được biết vào ngày 9 tháng 9, Dương Dương vui vẻ khoe ảnh chụp bánh kem đón tuổi 31 trên Weibo. Tuy nhiên, cộng đồng mạng phát hiện ra trên một nền tảng mạng xã hội khác và đồng sinh nhật người tình màn ảnh, chị lợi tư cũng đăng ảnh bánh kem cùng tạo hình thỏ trắng, cừu trắng và gấu nâu nhưng lại khéo léo đăng ảnh lấp hình gấu đi. Dương Dương đăng ảnh về bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tuổi 30 của mình. Nhưng chị lợi tư lại đăng hình bánh kem sinh nhật có ảnh mình kèm theo tạo hình cừu và thỏ trên bánh. Nhiều cộng đồng mạng phân tích rằng Dương Dương vốn có biệt danh là cừu, chị lợi tư cũng được fan gọi là thỏ trắng. Điều này làm dấy lên nghi vấn mỹ nhân họ Triệu gửi lời nhắn mừng tuổi mới tới Dương Dương. Từ đó tranh cãi trên mạng xã hội liên tiếp đổ ra, một bộ phận fan của thành nữ xuyên không cho hay đây thực chất là một bài quảng cáo cho tiệm bánh nhỏ mà nữ diễn viên làm chủ, có tên Roy Wani. Vậy nhưng trên tài khoản của tiệm bánh này, chiếc bánh họ làm đã được đăng vào ngày 8 tháng 9, trong khi đó chị lộ tư đăng vào ngày 9 tháng 9, trùng với sinh nhật của Dương Dương. Vì lý do này, CNET cho rằng mỹ nhân họ Triệu lại giở trò ké phim, muốn tự tạo tin đồn tình cảm giữa mình với bạn diễn. Điều đáng nói vào hồi tháng 6, trang 163 từng có bài viết đặt nghi vấn Dương Dương chuyện lộ tư phim giả tình thật. Tại hậu trường liên tục có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, thậm chí có một nguồn tin cho hay cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ tháng 7 năm nay. Hiện tại cả hai nhân vật chính chưa đưa ra bất cứ câu trả lời chính thức nào. Tuy nhiên trên mạng xã hội rất nhiều fan cho rằng mỹ nhân họ Triệu lại giở trò để nổi tiếng. Trong suốt 2 năm qua, nữ diễn viên liên tục có những hành động gây bức xúc trên mạng xã hội như trượt tay ấn like bài viết chê bài đồng nghiệp, liên kết với các blogger lên bài so sánh dìm nhan sắc của địch nệ Nhật Ba khi xuất hiện cùng chùm khung hình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.